Dạ, thì nhân mến chào quý bà con, mình tiếp tục mình xem đoàn xe thử tải trên cầu Mỹ Thuận 2 bà con ha. Vì mới nãy thì chạy một loạt qua bên mé bên Tiền Giang và bây giờ là mấy anh Bắc Tài sẽ ra lại. Đây mấy anh bắt tay và bắt đầu ve lại, có thể là đi nhiều lần. Xe toàn là tải nặng không con, trọng tải mình đổ thì xe 10 khối là trọng tải từ hai mấy tấn không á, 28 đến 30 tấn không á, mỗi một chiếc. Chị hôm ơi này mình nghe mấy anh bác tài nói á, thì mỗi một chiếc như vậy từ tầm phải là từ 28 đến 30 tấn mỗi chiếc. Trong đó là có xe xe bồn nữa. Đó có xe bồn, rồi xe ben này thì có khi 10 khối, rồi 11, 12 khối. Thì cũng có xe bồn nữa. Có chiếc xe bồn nữa còn em. Thì hai ba chiếc xe bồn nữa. Xe bồn trong đó thì nếu mà chứa bê tông trong đó là càng nặng nữa đó, nhiều quá. Thì cũng kỹ càng lót dầm qua bên khe qua giảng á. Ba chục chiếc lần mà bữa nãy mình đếm thì 30 chiếc đó, mà không biết có còn dư thiếu gì nữa không biết, không biết mình có khi mình đếm lộn không mình cũng chưa chắc, thì cũng có tầm khuất này kia rồi đó, rồi với phần nữa là mình không có đi dài lên trên cái đoạn trên được. Để xem không?
xem, kỹ sư rồi. Những đồng hồ để đo độ rung. Đang ra dấu cho xe lần xuống dưới đó đó. Đó, bà con nhìn thấy xe. Đi tiếp tục. Trên đó còn mỗi bên 3 chiếc, có chiếc xe bồn bên đây 3, bên kia 4, 7 chiếc. Mấy vòng rồi? Chạy mấy vòng rồi? Chạy 2 vòng rồi đó hả? Mình lên lên trên nó cảm giác sao? Cảm giác chắc đã luôn, không mát mẻ không? Thì lên trên đó chắc đã ha. Thì bà con thì vui rồi, thấy có cái cầu mới, mấy anh tài xế nè, nhất là mấy anh chạy nè. Tiếp tục lên một bận nữa. Nè, đồng hồ chống rung rồi con.
coi như là đây là mình một tour nữa rồi, mình cùng bà con chia sẻ những thông tin nổi bật trong ngày mới, ngày 18 tháng 12. Thì nổi bật là đoàn xe đang vận hành để thử tải. Sơn kẻ đường. Đây là xe dịch sơn kẻ đường. Bây giờ là mình sơn cái này luôn ha anh. Rồi cái này sơn lên chắc nổi lên luôn à. Đẹp. Tiếp tục xe sơn dịch kẻ đường. Rồi men này làm là quá đẹp luôn rồi. Sơn lên cái nữa nhìn đá mắt. Tiếp tục sơn. Những thiết bị sơn dạch mà sơn kẻ lên nữa nhìn đẹp lắm. Bây giờ thì ngưng rồi. Bây giờ thì anh kỹ sư anh bảo là chắc đợi cho xe thử tải xong rồi đàng hoàng mới có sơn dạch được, cho nó trống chỗ rồi mới có sơn dạch đường. Thì mấy anh bên khâu sơn dạch thì chắc có thể tạm ngưng để chờ cho thử tải xong rồi chắc mới có sơn dạch đường. Và bây giờ thì trời đang chuyển mưa tới bà con ha. Quá luôn rồi, chuyển mưa đen luôn rồi đó bà con ha. Và từ bây giờ thì mình cũng cùng bà con á xem đoàn xe thử tải qua cầu. Thì mình cũng toàn cảnh cầu Mỹ Thuận 2 buổi chiều ngày 18 tháng 12 năm 2023. Và đến đây thì thiên nhân cũng xin tạm dừng video bà con ha. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Mình cùng bà con cập nhật những thông tin mới nhất.
Và trước khi rời Mido, mình cũng không quên kính chúc cho quý bà con xa gần được nhiều sức khỏe. Và cũng xin kính chúc cho các anh công nhân làm cầu làm đường được nhiều sức khỏe. Và cũng xin kính chúc cho các anh bác tài đang thử tải trên cầu Mỹ Thuận 2 cũng được vui vẻ bên Hoa Lăng. Rồi, xuất quân. Rồi, đầu cặp vô luôn. Rồi, mình xin chào tạm biệt quý bà con ha. Hẹn gặp lại.